ETEC là nhà cung cấp các giải pháp tự động hóa tổng thể hàng đầu Việt Nam, được thành lập từ năm 2006. Chúng tôi hiện tiên phong giải pháp tự động hóa trong 3 lĩnh vực: công nghiệp, giáo dục, dân sinh. Kinh nghiệm sâu rộng của ETEC trong việc triển khai các dự án lớn với độ khó cao giúp chúng tôi hỗ trợ khách hàng tốt hơn trong việc đảm bảo chất lượng, chi phí, tiến độ. ETEC luôn đồng hành trong hành trình tự động hóa của khách hàng. ETEC đã trải qua hành trình 17 năm kể từ ngày đầu thành lập, từ quy mô nhỏ đến quy mô vừa, từ một mảng kinh doanh là đào tạo, trở thành nhà cung cấp tổng thể giải pháp tự động hóa trong cả công nghiệp, giáo dục, dân sinh. Hai lần tái cấu trúc doanh nghiệp, từ mô hình công ty thành các đơn vị kinh doanh chiến lược SBU, từ mô hình đơn vị kinh doanh chiến lược quay trở lại quản trị tập trung. Dấu ấn hoạt động: 3 chi nhánh, trụ sở chính tại Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh. Xuất khẩu sản phẩm đến 3 quốc gia: Campuchia, Philippines, Indonesia. ETEC thuộc hệ sinh thái 7 công ty thành viên với các lĩnh vực: tổng thầu nhà máy, giải pháp ngành công nghiệp và dịch vụ ô tô, giải pháp tự động hóa tổng thể, giải pháp hàn, giải pháp xử lý bề mặt, hệ thống lò hơi xử lý khí thải. Dấu ấn kinh doanh: tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong nhiều năm, bất chấp những khó khăn của đại dịch. Hợp tác thành công với các thương hiệu toàn cầu: ABB, VinFast, Unilever. Dấu ấn công nghệ: phát triển sản phẩm theo ứng dụng và chuyên sâu theo từng ngành nghề của khách hàng. Các sản phẩm của ETEC đều được tích hợp các công nghệ quan trọng đã được làm chủ bởi đội ngũ kỹ sư của công ty. Ứng dụng số hóa trong quản trị, điều hành và triển khai với hệ thống phần mềm quản lý được ETEC trực tiếp xây dựng, phát triển. Dấu ấn con người: từ 6 nhân sự ngày đầu thành lập, đến nay ETEC đã có hơn 230 nhân sự, trong đó nguồn lực kỹ thuật chất lượng cao với hơn 140 kỹ sư. Các kỹ sư của ETEC đều có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên, được đào tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng của ETEC. Các trưởng nhóm đều phụ trách kỹ thuật của ít nhất hơn 4 dự án lớn. Dấu ấn môi trường làm việc: đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà xưởng, xây dựng môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sáng tạo, đổi mới. Dấu ấn quản trị: đồng hành cùng ETEC trong suốt 17 năm là ban lãnh đạo của công ty, cùng sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Tân Phát ETEC đã được thử thách qua các giai đoạn khó khăn nhất cho đến khi đạt được những thành quả tích cực về doanh thu và lợi nhuận. Hành trình của ETEC, một công ty Việt Nam từ quy mô nhỏ thành quy mô vừa và tự tin đặt mục tiêu phát triển thương hiệu ra toàn cầu. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những bài học kinh nghiệm về quản trị của mình cho các công ty tại Việt Nam và lắng nghe những đóng góp từ cộng đồng để cùng nhau học tập, thay đổi, phát triển và thành công trong tương lai.